Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã giành 2/3 số ghế Hạ viện trong cuộc bầu cử vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, lượng cử tri đi bầu thấp cũng đặt ra một câu hỏi về mức độ ủng hộ của người dân Nhật Bản đối với kế hoạch Abenomics mà ông theo đuổi. Theo khảo sát của đài truyền hình NHK, Đảng Dân Chủ Tự Do của Thủ tướng Shinzo Abe và Đảng Đồng Minh New Mito đã giành được hơn 2/3 trong số 475 ghế Hạ viện. Chiến thắng này sẽ giúp cho ông Abe đảm bảo chiếc ghế của mình là lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ thứ ba. Đảng Đối lập Dân Chủ DPJ đạt 73 ghế, trong khi Đảng Đổi mới Nhật Bản được 41 ghế, còn Đảng Cộng sản đạt 21 ghế. Mặc dù giành được chiến thắng, nhưng tỷ lệ cử tri thấp cũng đặt câu hỏi về mức tín nhiệm đối với biện pháp của ông Abe. Một cử tri tại Tokyo cho biết, "Tôi không phủ nhận rằng đảng cầm quyền của ông Abe đã giúp hồi phục kinh tế, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận chính sách năng lượng của đảng này." Trước đó đã có nhiều dự đoán cho rằng số cử tri đi bầu sẽ thấp hơn so với cuộc tổng tuyển cử năm 2012. Nhiều cử tri trẻ đã không tham gia bầu cử vì cho rằng Abenomics chỉ là một lời hứa suông, nhưng đồng thời họ cũng không tin tưởng vào các đảng khác. Abenomics tập trung vào các doanh nghiệp lớn có giá trị khoảng 280.000 tỷ yên. Tuy nhiên, ông Abe vẫn muốn giảm thuế cho các doanh nghiệp và tăng thuế đối với người tiêu dùng. Đây là một chính sách gây áp bức người nghèo nhưng lại ưu tiên cho người giàu và các doanh nghiệp lớn. Các nhà quan sát nhận định, ông Abe giải tán Hạ viện và tổ chức bầu cử sớm nhằm mục đích củng cố quyền lực trước khi thực hiện các chính sách gây tranh cãi như tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân và chiến lược an ninh.